chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin sáng nay là những nhận định mới nhất về bão số 6 trên khu vực ven biển Trung Bộ. Thưa quý vị, vào rạng sáng ngày hôm nay, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh khu vực Thừa Thiên Huế, Quảng Nam khoảng 180 km về phía đông đông bắc với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc và đi dọc theo ven biển các tỉnh khu vực Trung Bộ, mỗi giờ đi được khoảng 20 đến 25 km. Vâng, như vậy là khoảng tối đến đêm ngày hôm nay thì vùng tâm bão có khả năng đi vào đất liền các tỉnh khu vực phía đông bắc bộ và khu vực Thanh Hóa. Đến rạng sáng ngày mai thì vị trí tâm bão sẽ ở trên đất liền các tỉnh phía đông bắc bộ và Thanh Hóa với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến chiều mai, thì vị trí trung tâm vùng áp thấp sẽ ở trên khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ với sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Do ảnh hưởng của bão mà vùng biển ngoài khơi các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ, từ ngày hôm nay, gió sẽ mạnh lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Từ chiều tối nay mùng 7 tháng 8 thì vùng ven biển các tỉnh khu vực phía Đông Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Quay trở vào với thời tiết các tỉnh khu vực miền Bắc, trong ngày hôm nay thì toàn khu vực sẽ chỉ có mưa một vài nơi. Tuy nhiên thì do độ ẩm và độ bất ổn định của không khí vẫn còn khá cao nên tại đây trời vẫn còn khá nhiều mây vào sáng sớm. Càng về trưa thì lượng mây sẽ càng giảm dần và trời có nắng khiến nền nhiệt độ tại đây tiếp tục tăng cao. Với nhiệt độ cao nhất trong ngày tại đây sẽ phổ biến trong khoảng là từ 31 đến 33 độ. Sau đó thì đến khoảng chiều tối khi mà bão số 6 đã di chuyển đến gần hơn thì trên toàn khu vực trời sẽ chuyển nhiều mây và bắt đầu có mưa nên nhiệt giảm hẳn và trời chuyển sang trạng thái mát mẻ. Trong khi đó thì đối với các tỉnh khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến khu vực Thừa Thiên Huế thì bắt đầu từ gần sáng ngày hôm nay cùng với quá trình di chuyển dịch lên phía trên thì mưa mới bắt đầu xuất hiện. Lượng mưa sẽ tăng dần và đạt cấp mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Vùng núi cần đề phòng có lũ quét và sạt lở đất. Mưa xuống khiến cho nhiệt độ tại đây có xu hướng giảm mạnh. Nhiệt độ cao nhất tại đây sẽ phổ biến trong khoảng từ 27 cho đến 31 độ, thời tiết mát mẻ cả ngày đêm. Còn khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến khu vực Bình Thuận thì trong ngày hôm nay trời sẽ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Do có mưa nên nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến dao động trong khoảng 30 đến 33 độ và trời khá dễ chịu. Thưa quý vị, nằm ở rìa xa phía nam của giải hội tụ nhiệt đới, với đới gió Tây Nam có xu hướng mạnh dần trở lại, nên trên khu vực các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết vẫn duy trì kiểu có nắng gián đoạn về ban ngày, nên nhiệt độ cao nhất ở các nơi trên khu vực cao nguyên vẫn dao động phổ biến trong khoảng 27 đến 30 độ. Còn trên khắp các tỉnh khu vực Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất sẽ dao động trong khoảng 29 đến 32 độ. Tuy nhiên thì những đám mây dông như thường lệ lại được hình thành và đưa đến vào chiều tối và đêm khiến cho toàn khu vực sẽ lại xuất hiện những cơn mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông khiến trời cũng khá mát mẻ và dễ chịu. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên hai quần đảo của nước ta. Thưa quý vị và các bạn, tại quần đảo Hoàng Sa, trời sẽ có mưa rào và dông với tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió xoáy mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động rất mạnh. Tương tự, tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 cho đến 10 km trong mưa, với gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Đến đây, bản tin thời tiết sáng ngày 7 tháng 8 của kênh VTC14 xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.